chạm trán đối thủ yếu U22 Timor-Leste ở trận ra quân bảng Asian Games 32. U22 Campuchia kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tới phút 39, U22 Campuchia mới được ăn mừng bàn mở tỷ số. Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành, Châu City ra chân nhanh như chớp tung lưới U22 Timor-Leste. Trước khi hiệp một khép lại, Châu City hoàn tất cú đúp bằng pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải rồi dứt điểm quyết đoán, giúp U22 Campuchia tạm thời dẫn 2-0. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi trùng xuống, còn U22 Timor-Leste vùng lên và tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành. Dù vậy, không những không ghi bàn, đội bóng áo trắng còn thủng lưới 2 lần nữa. Phút 74, Lotana đi bóng vượt qua hậu vệ Timor-Leste rồi dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương. Đến phút 83, tiền đạo này dọn gỗ để Linh Ki Sốt ấn định chiến thắng 4-0 chung cuộc cho U22 Campuchia. Với kết quả này, U22 Campuchia vươn lên dẫn đầu bảng A, có cùng 3 điểm như U22 Indonesia, thắng U22 Philippines 3-0, nhưng hơn hiệu số.